tổng quan về người mệnh thổ. Những người mệnh thổ là những người sinh vào những năm dưới đây, thành đầu thổ, Mậu Dần, năm 1938-1998, Kỷ Mão, 1939-1999. Ốc Thượng Thổ, đất trên nóc nhà, là các tuổi Bính Tuất 1946-2006, Đinh Hợi 1947-2007. Bích Thượng Thổ, đất trên vách, là những tuổi Canh Tý 1960-2020, Tân Sửu 1961-2021. Đại Dịch Thổ, đất thuộc một khu đất lớn, đó là các tuổi Mậu Thân sinh năm 1968-2028, Kỷ Dậu 1969-2029, Sa Trung Thổ, đất lẫn trong cát, gồm có các tuổi Bính Thìn 1976-2036, Đinh Tỵ 1977-2037, Lộ Bàn Thổ, đất đường bộ, đó là những tuổi Canh Ngọ 1990-1930, Tân Mùi 1991-1931. Người mệnh thổ là người có tính kiên nhẫn và khá vững vàng, với một sức mạnh nội tâm cao, giao tiếp rộng, tính tương trợ và trung thành khá cao, với bản tính khá thực tế, thích kiên trì, vì vậy họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho người thân trong gia đình. Theo thuyết âm dương ngũ hành, người mệnh thổ hợp với những màu như sau. Màu vàng nhạt, màu này có tác dụng chính làm khích lệ tinh thần và mang tới một tâm trí thoải mái cho gia chủ mệnh thổ. Đây là màu biểu tượng cho mặt trời, ban tặng sự sống và năng lượng cho vạn vật. Bạn sử dụng màu này bất cứ nơi nào đều giúp bạn muốn nâng tinh thần hoặc tìm thấy sự rõ ràng mạch lạc trong cuộc sống. Màu nâu là màu của mệnh thổ, gắn liền trực tiếp với đất và đó chính là sự ổn định. Màu này mang tới cho chúng ta cảm giác an toàn và được bảo vệ. Đây là màu giúp bạn luôn được ở trong trạng thái thư thái và dễ chịu mỗi khi tiếp xúc. Ngoài ra, theo quy luật tương sinh thì hỏa sinh thổ. Vì vậy, những người mệnh thổ hợp với sắc đỏ, hồng, cam và tím. Mệnh thổ rất kỵ màu xanh lá cây nên hạn chế các cây tốt tươi, nhiều lá và xanh đậm. Vật hộ thân mang theo cho người mệnh thổ đó là mang theo bật lửa hoặc bao diêm. Sở dĩ những người mệnh thổ nên để bật lửa hoặc bao diêm trong túi vì phong thủy thì hỏa sinh thổ, nôm na như mọi vật bị lửa thiêu rụi sẽ thấm vào đất, bồi dưỡng và làm cho đất thêm tốt tươi. Không chỉ tăng may mắn về tiền bạc, vật phẩm này còn giúp tăng may mắn về đường tình duyên cho người mệnh thổ. Người mệnh thổ nên trồng cây gì trong nhà? Người mệnh thổ trồng cây trong nhà nên trồng từ 5 hoặc 10 chậu cây và lựa chọn các chậu bằng gốm sứ, đá với hình vuông vắn. Khi trồng cây cảnh cho người mệnh thổ, nên bài trí theo phù hợp với mệnh thổ là Đông Bắc, Trung Tâm và Tây Nam. Chính vì những điểm nói trên, khi lựa chọn cây cảnh cho người mệnh thổ, bạn nên lựa chọn trồng cây từ đất hơn là cây thủy sinh hay cây leo đá. Một số loại cây cảnh hợp với người mệnh thổ như cây vạn lộc, còn gọi là cây thịnh vượng, cây vạn niên thanh, cây hồng môn, cây phú quý, cánh hoa trạng nguyên hay cây đa búp đỏ, v.v. Cây phong thủy cho người mệnh thổ. Cây vạn lộc còn gọi là cây thịnh vượng. Cây thịnh vượng có màu sắc rực rỡ với những chiếc lá to tròn xinh, viên mãn kết thành hình bông hoa, thu hút và làm sang trọng, nổi bật không gian nội thất. Trong phong thủy, cây thịnh vượng sẽ đem đến sự phát tài, thịnh vượng cho người mệnh thổ. Những người mệnh thổ có thể trưng một chậu cây này lên bàn làm việc để thấy động lực và sự thay đổi nhé. Cây hoa hồng môn. Cây hoa hồng môn là một trong số rất ít những loài hoa đẹp có thể trồng trong nhà. Những bông hoa hình trái tim mang màu hồng hoặc đỏ rực rỡ trên nền lá xanh đậm đầy sức sống, đem đến niềm vui và vượng khí cho người mệnh thổ. Sắc đỏ thắm nồng ấm của nhiệt huyết, sắc xanh tràn đầy niềm tin hy vọng luôn mang lại động lực, sức mạnh để người mệnh thổ kiên trì theo đuổi ước mơ.
Cây phú quý. Cây phú quý đúng như vẻ ngoài đầy sức sống và tên gọi luôn đem đến sự phú quý, giàu sang, tài lộc cho chủ nhân. Sự phối trộn hài hòa giữa màu đỏ và sắc xanh khiến phú quý trở nên nổi bật ở bất cứ không gian nội thất nào. Theo các nhà khoa học, cây phú quý còn được chứng nhận là loài cây hấp thụ được nhiều chất độc bay hơi, gây bệnh ung thư cho con người, lọc không khí rất tốt. Cây phú quý mang lại vượng khí cho người mệnh thổ. Cây phú quý đích thực là loại cây may mắn đối với người mệnh thổ. Cây hoa trạng nguyên. Với những bông hoa to, màu đỏ rực rỡ, nổi bật trên nền lá xanh mướt, cây hoa trạng nguyên trong phong thủy mang ý nghĩa may mắn, đỗ đạt, thành công, đặc biệt đối với người mệnh thổ. Là sĩ tử hoặc những người trong giai đoạn phấn đấu thăng quan tiến chức, ngoài ra, cây hoa trạng nguyên còn biểu tượng cho niềm lạc quan, hy vọng và sự thánh thiện. Cây đa búp đỏ. Cây đa búp đỏ với những chiếc lá to, hình bầu dục, không có răng cưa, tròn xinh viên mãn. Trưng trong nhà rất đẹp. Đặc biệt những lộc lá non của loài cây này có màu đỏ rất nổi trội. Cây đa búp đỏ với sức sống dẻo dai là biểu tượng cho sự trường tồn thần quyền và tâm linh của con người. Trong phong thủy, cây đa búp đỏ tỏa bóng lớn, che chở cho các thành viên trong gia đình. Cây đuôi cong. Cây đuôi cong đúng như tên gọi của mình, với những chiếc lá to tròn, rực rỡ nhiều màu sắc, đem đến cho không gian vẻ đẹp, vui tươi và sống động. Trong phong thủy, cây đuôi cong mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Niềm vui ấy sẽ lan tỏa và tiếp thêm động lực để người mệnh thổ gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Cây đuôi cong là một trong những cây cảnh phong thủy cho người mệnh thổ. Cây bảy sắc cầu vồng. Với sắc lá tím đỏ rất đẹp mắt, cây bảy sắc cầu vồng thực sự nổi bật ở bất kỳ không gian nào. Cùng với sức sống bền bỉ, dẻo dai, loài cây này đã chinh phục được nhiều người. Thêm vào đó, cây bảy sắc cầu vồng là biểu tượng cho niềm hy vọng về những thành quả tốt đẹp sẽ đạt được qua những nỗ lực, kiên trì, công sức đã bỏ ra. Trong phong thủy, sắc màu rực rỡ của bảy sắc cầu vồng sẽ giúp xua đi những điều xấu, mang đến sự vui vẻ, sức mạnh, nhiệt huyết cho người mệnh thổ. Cây hoa lan hồ điệp. Cây hoa lan hồ điệp không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là giống lan lâu tàn nhất trong họ hàng nhà lan. Sự bền bỉ đó giống như tính cách của người mệnh thổ. Trồng một chậu lan hồ điệp trong nhà sẽ tương hỗ cho người mệnh này kiên trì đạt đến thành công với sức khỏe dẻo dai. Với những cây cảnh phong thủy hợp mệnh chắc chắn sẽ mang lại sức khỏe và tài lộc cho người mệnh thổ. Người mệnh thổ hợp với kinh doanh ngành nghề gì? Để biết được bản mệnh của bạn thì bạn cần phải biết mệnh thổ hợp với những nơi làm việc như thế nào và người mệnh thổ kinh doanh mặt hàng gì. Những người này hợp với những nơi làm việc tại trung tâm, đồng thời người mệnh thổ cũng thích hợp với các ngành kinh doanh như địa ốc, bất động sản, công trình dân dụng cũng như khách sạn, xây dựng và phát triển bất động sản, kiến trúc sư, chim tinh học, phong thủy, sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng, địa ốc và những ngành nghề có liên quan đến nông nghiệp hoặc chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mệnh thổ kinh doanh mặt hàng gì? Hoặc cũng có thể là những ngành khai thác mỏ khoáng sản, nghề xây dựng, dịch vụ tang lễ hoặc nhà máy tái chế. Ngoài ra, bạn cũng luôn nhớ đến quy luật ngũ hành tương sinh mới dựa vào những bản mệnh mà họ chọn hành tương sinh hỗ trợ cho mình. Có như vậy thì công việc của bạn mới được thuận lợi và thành công hơn nữa. Nếu như những người thuộc mệnh thổ mà kinh doanh địa ốc, bất động sản hoặc kiến trúc sư hay nhà thầu xây dựng thì những lĩnh vực này hợp với người mệnh thổ. Chính vì thế, bạn chỉ cần kích hoạt khu vực thuộc hành thổ của văn phòng làm khu vực trung tâm hoặc góc Tây Nam, Đông Bắc đều được. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt pha lê hoặc những tác phẩm nghệ thuật được làm bằng đá cẩm thạch hay đá quý mới có thể kích hoạt được hành thổ ở đó. Nếu như bạn lựa chọn theo những hành nghề trên thì mọi sự đều được may mắn, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Tình duyên cho người mệnh thổ. Theo quy luật của ngũ hành, quy luật tương sinh. Tương sinh là hàm ý nuôi dưỡng giúp đỡ.
giữa ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ tương sinh. Người ta quy ước thứ tự của ngũ hành tương sinh như sau: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy và thủy sinh mộc. Trong quan hệ tương sinh, mỗi hành đều có quan hệ với hai hành khác, hai vị trí khác, cái sinh nó và cái nó sinh. Người ta hình tượng hóa quan hệ tương sinh cho dễ hiểu bằng hình ảnh như quan hệ mẫu tử, chẳng hạn mộc mẹ, sinh hỏa là con. Như vậy, người mệnh thổ hợp nhất với mệnh tương sinh là mệnh hỏa và mệnh kim. Thứ hai, tương khắc. Tương khắc hàm ý ức chế, ngăn trở. Giữa ngũ hành có mối quan hệ ức chế nhau để giữ thế quân bình, đó là quan hệ tương khắc. Người ta quy ước thứ tự của ngũ hành tương khắc như sau: mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim và kim khắc mộc. Trong quan hệ tương khắc, mỗi hành cũng có cái quan hệ với hai hành khác, hai vị trí khác, là cái khắc nó và cái nó khắc. Người xưa hình tượng hóa quan hệ tương khắc thành quan hệ thắng thua, ví dụ mộc thắng thổ. Như vậy, người mệnh thổ khắc người mệnh thủy và người mệnh mộc. Ngũ hành thổ xung khắc với hành nào? Lộ bàn, đại trạch, sa trung thổ, đắc mộc như đạt thanh vân lộ, ngoại hữu tam bang phách mộc gia, phùng chi tất mệnh tu nhập mộ. Có nghĩa rằng lộ bàn thổ, đất đường lộ, đại trạch thổ, đất đầm lầy và sa trung thổ, đất bãi cát không sợ mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát đầm lầy. Cả ba hành thổ này nếu gặp mộc không khắc, dù mộc khắc thổ, thổ hao, mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng. Thành đầu thổ, đất bờ thành, bích thượng thổ, đất trên tường và ốc thượng thổ, đất nóc nhà đều sợ mộc, nhất là tan đố mộc, thạch lượng mộc, như thân tự chôn xuống mộ. Ba hành thổ này tuy không sợ bình địa mộc, đại lâm mộc, tùng bá mộc, nhưng không bền vững vì hình kỵ. Thông tin chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.